Chào các bạn, hôm nay chúng ta có những cái phế phẩm như thế này. Chúng ta làm cái bình hoa tiếp nha các bạn. Cái chai này chai bay up, còn cái này là cái cuồng ăn keo, mà hết keo rồi. Ở đây là miếng xốp. Bây giờ trước tiên mình làm cái bình trước. Chúng ta sẽ cắt ra ngoài 5 ly. Chúng ta có những cái chai như thế này nè, một lát chúng ta cắt ra nha. Chúng ta dùng miếng xốp này, chúng ta đưa nó vô đây. Chúng ta có miếng mút như thế này nè các bạn, chúng ta đưa nó vô. Thank you.
được 4 miếng như thế này các bạn. Chúng ta cắt một miếng nha.